Nhìn vào đây nhá. Đó. Thì Vi bảo hiểm xã hội này, nó là một cái phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử do Viettel cung cấp, cho phép doanh nghiệp cũng như là các đơn vị hành chính sự nghiệp dễ dàng thực hiện các thủ tục hồ sơ bảo hiểm xã hội nhằm đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong giao dịch điện tử. Bên cạnh đó thì đây là một cái công cụ không thể thiếu để chúng ta có thể quản lý này, thực hiện các thủ tục hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như là bảo hiểm thất nghiệp, vân vân, tích hợp sẵn mọi chữ ký số hiện tại để nhằm thuận tiện nhất cho người sử dụng. Việc sử dụng Vi bảo hiểm xã hội sẽ giúp cho doanh nghiệp cũng như là các tổ chức sẽ dễ dàng trong việc quản lý danh sách, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động, lập kê khai các loại hồ sơ bảo hiểm xã hội theo đúng nghiệp vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam, ký điện tử và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội tới cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam một cách nhanh chóng và chính xác, tự động nhận kết quả duyệt hồ sơ từ cơ quan bảo hiểm xã hội, tra cứu và sao chép các hồ sơ các kỳ kê khai một cách thuận tiện. Cuối cùng là kết xuất hồ sơ bảo hiểm xã hội theo nhiều định dạng khác nhau. Đây là phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử lớn nhất tại Việt Nam, đảm bảo các giá trị pháp lý với cơ quan bảo hiểm xã hội nhà nước. Hiện nay, Viettel đang cung cấp cho các doanh nghiệp dùng thử 1 tháng miễn phí đối với dịch vụ Vi bảo hiểm xã hội. Vi bảo hiểm xã hội, đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số. Mọi chi tiết vui lòng truy cập website viettel.vn/sme hoặc liên hệ số hotline 1800 8168.